tụi mình sẽ thực hiện một thử thách cho rất nhiều bạn đặt ra, đó chính là ai ăn sô-cô-la nhiều nhất. Ở đây Quảng Trời sẽ chuẩn bị rất nhiều món ăn có vị sô-cô-la và những phiếu thăm ngẫu nhiên. Ai bốc trúng món nào thì sẽ phải ăn món đó. Và người cuối cùng còn trụ lại sẽ là người chiến thắng và nhận được phần thưởng là 1 triệu đồng. À, trong video này có 5 phần quà giveaway dành cho 5 bạn may mắn. Nên các bạn nhớ xem hết video để biết cách tham gia mini game nha. Ok bạn ơi, và bây giờ sẽ là cái công đoạn quan trọng nhất, đó chính là bốc thăm các bạn. Để xem phải là ai sao cái gì. Mỗi lần mà đến cái công đoạn này là mình rất là thích các bạn hả? Mình thích nhớ bạn đây bốc cái món gì đó mà nó khó ăn, nó phải đau khổ gì đó rồi. Chú ăn trước. Em không? Dạ. Bốc trước này dễ ao lắm nha. Tỷ số nó 50-50 lắm. Nhanh đi bốc kẹt. Lên. Dây. Ủa, mới vô ăn sô-cô-la rồi. Trời, sô-cô-la là hơi ngon nha. Sô-cô-la là hơi bị đỉnh đó. Ngon. Sô-cô-la nổi tiếng luôn á. Sô-cô-la chơi nha. Nhìn nó gà này. Wow, bóc luôn. Ui, được 2 tờ đi. Bánh quế cho-cho. Đấy, ăn bánh quế cho-cho. Nghe có vẻ ngon á. Bánh quế cũng ngon. Nhưng mà có một bánh quế nó hơi bị nhiều nha. Ta được bay màu sớm rồi. Đẹp liên quá. Ôi lên. Waffle. Gì đây? Waffle bro. Ôi, ngon vậy. Đẹp, gì đây, gì đây? Bánh mì. Bánh mì kitsu. Bánh mì biết ngon á. Bánh mì kitsu. Tí nữa là sẽ biết. Là bánh mì sô-cô-la. Mình thấy cái bánh này hơi lạ các bạn. Tụi mình ngon cái tên hơi lạ. Tí nữa lấy là sẽ biết. Tên riêng mình. Cô bà. Bánh cháo thăm. Nước à. Bánh cháo thêm. Bánh riêng. Bánh chú bài. Đó là cái ăn hộp nhỏ các bạn, không biết là đồ này á là nhỏ hay lớn, mà nếu ra nhỏ thì mình sẽ hơi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ lên món đây. Wow. Tính ra là cái game này các bạn là về sô cô la là món nào cũng ngon các bạn. Không. Sao vậy? Món này không ngon. Món nó ngon mà bánh quế ngon mà. Bánh nhiều quá. Ai phải xui, xui hơn các bạn. À, cái này cũng phải ngon ta, nhìn hộp đẹp ghê. Rồi này, phải ngon. Bánh này bên trong có nhân sô cô la ngon lắm. Nhân sô-cô-la hả? Đúng rồi, bên dưới đặt sô-cô-la rất là ngon. Bây giờ thì sẽ là lúc mọi người nhập tiếp. Rồi, thay sô-cô-la của đây nè. Thì cái loại sô-cô-la này nó rất là ngon các bạn. Mà nó bự. Ui, nó quỷ rồi. Nó gãy rồi. Nè, xin đi coi nè. Ăn hết nào rồi. Của em thì có 3 cái. Tính ra bên bóc cái bánh này hơi bị xuống các bạn chút xíu thôi. Đây, Khiết đã ăn rồi. Đâu, Khiết chưa ăn. Ê, của em là ba cái này. Rồi, mày một thanh em chút xíu à. Ba cái cho mày còn 3 cái à. Sẽ thử. Của anh ấy ăn nè. Giống quá đẹp quá ta. Nhưng mà cái bé dài hơn. Em ăn thử coi. Của anh ấy ăn không ăn thử nha. Của cái to rồi đen hơn, dài hơn. Really? Xem đi. Ngon quá. Béo hả? Nếu mấy bạn mua sô-cô-la này về á, các bạn có thể bỏ vào cái sữa nóng của mình á, uống sữa rất là ngon. Cái món này mình thấy mấy chị Tây bên nước ngoài á hay uống cái loại sữa đó lắm. Đó, mấy bạn ơi. Mona xong đầu tiên nha, mình thấy Mona gần xong rồi đó. Mình cũng gần xong luôn, mình đến cái thứ hai rồi. Ông Hoàng mất bên mà này nhầm nhòi đúng bên. Ủa, bữa nay ăn gì vậy? Bữa nay ăn bánh kitsu. À, cái này. Vậy là bữa xong nha các bạn. Này thay mẹ của Mona. Đây là nơi em xuống lên, sao buồn vậy đó. Sáu cái là bên đó. Mày nhớ mày. Những người ăn sô-cô-la em sẽ buồn quá. Ừ, anh vui lắm rồi. Vui lắm quá. Béo nữa. Cái này là như đắt tiền nhất mày đó. À, bên xong rồi bạn. Xong một cái, xong hai cái. Hai cái rồi. Ngán quá. Mày chờ ăn không? Đây là kim tự tháp của ông Hoàng Quả Trung Tính. Chạy lên ông Hoàng Quả Trung Tính. Rồi cái con bỏ kìa. Cái bỏ ông đen xì kìa. Đại nhiều quá. Không lẽ đi bỏ cuộc ngay vòng đầu anh ơi. Bỏ cuộc này, cho bọn anh ơi. Thực sự các bạn, nếu mà ăn sô-cô-la thì nó ngon thì ngon thiệt thôi. Nhưng mà nếu mà bạn ăn quá nhiều á thì sẽ gây ra cảm giác là bị ngấy các bạn. Không có biết giờ là mặn nhưng tội ngọt mà. Nếu cùng này thôi ơi. Xong. Ồ, khiếp xong các bạn. Đi lên. Ủa, con bánh đâu rồi? Em mới có 2 bị à? No, em hết cả rồi. Có. Một thằng giống cái bịch của em rồi. Nó bỏ vô. Đây. Ok, tiếp sau nha các bạn. Thường tiếp biệt chứ. Đẹp ai hết rồi. Hai người này không biết là ai sẽ là người bỏ cuộc đầu tiên các bạn. Các bạn hãy đón xem thử ai bỏ cuộc đầu tiên nha. Đi phía đầu tiên mà anh đạt sắp hết rồi. Thôi đi sau các bạn. Đi còn hai miếng. Đi còn 2 miếng trong miệng nữa đi xong. Thôi em đạt ăn xong này. Yeah. Bây giờ cho bánh quế nữa nha. Hoặc là uống nước gì cũng được. Có. Thôi lấy cầu chấp nhận không đã. Không. Thôi chút hết vào miệng luôn.
Ủa, ba biết được mấy bạn. Lỡ như mà Đạt cố tình Đạt bóp cái này cho nó vỡ bụng ra, xong rồi Đạt ấy sao đó mấy bạn, ăn cho hết. Chuyện này nào mà thua vòng một luôn các bạn, sao mà thua được? Chưa. Sao chấp nhận không vẫn giờ? Chưa. Không chấp nhận không? Không. Chà, chị gắt quá ta. Tí nữa mà uống nước cũng phải từng tí một giọt cuối cùng hả? Đúng rồi, ăn đá luôn. Đó, ăn đá luôn. Hay quá. Ủa. Hay quá. À, sao rồi, được rồi. Các bạn ơi, là tất cả mọi người đã ăn xong hết phần của mình rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần thứ hai các bạn. Các bạn ơi, vậy là cuối cùng tụi mình đã đạt được 600 cảm xúc rồi. Yeah. Và để cảm ơn tất cả các bạn thì tụi mình có một phần quà gift qua dành tặng cho tất cả các bạn. Và video này được tài trợ bởi Zmarket được biết đến là dịch vụ mua hàng nội địa Nhật về Việt Nam với những sản phẩm chính hãng và đa dạng, ví dụ như là thời trang nè, mỹ phẩm nè và cả đồ gia dụng nữa. Không chỉ đấu giá và mua hàng từ các cửa hàng có sẵn trên web Amazon, Yahoo Shopping, mà ngoài ra chúng ta còn mua được những cửa hàng khác như là Uniqlo và Nike nữa đó. Các bạn ơi, dạo này thì mình phát hiện ra một con Figure 1B cực kỳ đẹp luôn. Để bây giờ mình mở ra cho các bạn xem nha. Thì mình sẽ mở ra cái trang web của Zmarket nè. Và cái mô hình này chỉ có bán ở Nhật thôi. Và hiện tại thì có bán trên Zmarket luôn. Nên mình thấy là rất là tiện lợi. Các bạn chỉ cần lấy cái link sản phẩm, sau đó mấy bạn dán vào bên trong cái phần tìm kiếm. Rồi mấy bạn bấm tìm kiếm. Đó, mấy bạn thấy không? Mình tìm ra được cái con này luôn và nhìn nó rất là nét đó mấy bạn. Mình nghĩ là khi mà mua cái con này về á thì thằng mua nó rất là thích luôn á. Rồi bây giờ mình chỉ cần bấm vào giỏ hàng, sau đó chúng ta chờ báo giá nó là xong. Rất là tiện lợi luôn đúng không? Zmarket còn tích hợp rất nhiều phương thức vận chuyển để hàng hóa được ship thẳng tới nhà của bạn. Bạn có thể đăng ký thành viên một cách nhanh chóng thông qua mạng xã hội và nhận ngay 300 EUR đã trong tài khoản. Mình có để link ở dưới phần mô tả nha. Ngoài hỗ trợ mua sắm bằng tiếng Việt á thì Zmarket còn tối ưu chi phí vận chuyển bằng hình thức hợp nhất đóng gói. Mình á thì rất thích mua hàng tại Zmarket cùng bởi tính năng rất tiện lợi này luôn á. Các bạn ơi, và đặc biệt gift giveaway đợt này tụi mình sẽ gửi tặng cho các bạn 5 mô hình Figure 1B chính hãng đến từ Zmarket. Và tỷ lệ vô cùng đơn giản, các bạn chỉ cần comment phía dưới video này một số bất kỳ từ số 0 đến số 99999 và Instagram của mình nhé. Và vào ngày 18 tháng 10 các bạn hãy vào story Instagram của Zmarket để biết kết quả nhé. Và tụi mình sẽ wrap 5 comment của 5 bạn may mắn nhất và gửi quà đến cho tất cả các bạn. Chúc các bạn may mắn. Ok các bạn ơi, và bây giờ sẽ là mên bắp chuối các bạn. Ủa, qua bên đây đâu? Đúng rồi. Mình thật đây là bộ nè. Vô vô. Ai mình là gì ai? Vô vô vô. Bánh mì kisu. Là cái món hồi nãy Bon ăn nha các bạn. Rồi, vô Bon. Hai con tay thường thắng em rồi. Vô. Rồi cái gì đây? Ô. Qua luôn các bạn. Trời ơi, cái phiếu thần thánh. Ai kiếp. Anh đẹp, múc ra ăn được. Rồi, ok. Bây giờ đo được ra coi cái gì kẹo kẹo quá. Ủa? Quý! Ai vô gai? Cái gì có gai? Bê-bê-rô có gai. Không, cái này á là trước em check cái tim á thì có hai dạng. Dạng có gai và dạng bình thường thì... Lo đi! Gai là những cái sô-cô-la đứng bên ngoài á. Nó sừng xùi, cái này gọi là gai. Bên đây! Ê! Nhanh đi mày! Bên quý! Bên quý là ba... Ui! Ui! Hình như là... Bánh quý cô si! Cũng vậy đó. Bánh quy cô si các bạn. Nhưng mà đã nói đến bánh quy thì phải nói đến rất là ngấy các bạn. Mà cũng dễ no nữa. Trời nhiều quá không biết lửa nào. Em chưa biết. Sót thôi đừng có lửa. Ăn cho lửa đây chứ. Rồi cho. Lửa nó nghiệp với một em. Cho ăn stem. Chữ nó ít quá là không có khả năng là. À bắt quy. Ủa gì vậy tính sao hả chào? Lấy lửa. Bỏ cái lần này cái này. Rồi bốn. Bốn bốc cái và lửa cái cần nè. Qua lửa. Mày bốc thêm mỗi người bốc thêm cái đi. Xem thử là cái phí này của cô là gì vậy bạn? Sô-cô-la. Sô-cô-la cái này dạng là sô-cô-la mà đá các bạn. Mấy cục sô-cô-la mà giống như viên đá vậy á. Hồi nhỏ cũng hay ăn nhiều lắm nè. Nghe nói cô ơi. Nè ít nha, ít nha, sướng nha. Cái này ít bị xíu hả? Rồi Minh. Rồi Minh. Coi chừng chô chô nha em. Chô chô. Sợ chô chô lốt. Coi chừng vô ta nhanh luôn. Dô dô. Nooo. Một người. Chỉ định một người. Bóng thêm.
nãy suy nghĩ là tại vì cho suy nghĩ đi. Hồi nãy bóc chúng vô giờ no lắm rồi. Em phải giết những cái người mà ăn ít thì bây giờ em bóc cái khác. Đúng rồi. Cái gì đây? Thôi. Nghe nhớ bạn. Dòng này hơi hấp dẫn nha. Dòng này là đánh cho bé luôn là cái bóng tay nó sang á. Rồi. Nó nhìn nó rất là giống cái viên đá luôn bạn, mấy cái viên sỏi á. Rồi đang review món nước của Đạt đi. Này cháu này là bạn sao? Nước này thì nó cũng không đúng bình thường thôi, tại vì nó là vị chocola nhưng mà nó lấy từ cà phê. Chocola lấy được cà phê. Ờ đúng rồi. Cà phê vị chocola ông ơi. Trời ơi chén này chứ. Ok, pepero có gai của em coi. Pepero có gai nha các bạn. Này như các bạn đã nói thấy mình nói từ đầu rồi đó, nó có gai nè. Chocola nó mọc ra. Wow, trong đây cái bọc màu trắng xịn quá. Em tưởng tượng cái này có gai nó sẽ khác biệt hơn cái không có gai như thế nào ta? Không có gai chỉ cần nhúng chocola thôi, nó trơn ra nó không có gai. Nhưng mà anh tắt tò mò cái vị á. Cái vị nó cũng như vậy. Ăn nó giòn hơn. Ê khoan nha. Sao? Nó ngọt hơn, cảm giác như mấy cục mình cắn ra nó có sữa hay cái gì chậm á. Okay. Rồi, đây. Là bánh nành đa tươi có vị chocola. Ngon đúng không? Chị nói ngon mà. Mình thấy tò mò nhất là cái bánh Posy của này với bạn. Thì bình thường á mình chỉ thấy bánh Posy mà dạng như là phô mai đúng không? Mình chưa ăn cái loại chocola này bao giờ. Và cái ở ngoài cái bao bì của nó cũng rất là đẹp luôn. Đó, có chocola này rồi có ngũ cốc ở trên giống như là hạt yến mạch với bạn. Nên là mình đang chờ nơi ăn xong rồi rất là tò mò cái này để nơi xé ra cho xem thử. Mình sao mình khỏi review ha? Này giống bột. Ủa, em tưởng nó to chứ, tưởng nó cục bự nào. Mấy bạn coi bánh ấy nè, lần đầu tiên mình thấy bánh này đâu nha. Nhìn nó không có cảm giác bị ngấy như là cái bánh Posy lớn như này các bạn. Rồi bánh này hơi ngon cái này à. Vậy đi. Hôm nay toàn là những cái món ngon thôi các bạn ạ. Rất là ngon nha. Mình là một tín đồ của sô-cô-la. Nhưng mà để mà gọi là ăn kiểu mà ăn như thế này á thì mình không ăn được. Sao? Ăn nhiều nó bị ngán. Đúng. Đặc biệt là những cái bánh như thế này nè. Nó bánh như thế này các bạn chỉ cần ăn một cái thôi. Các bạn ngồi ăn tầm một hộp hay là một lốc như thế này là bạn ngán liền. Đúng. Đó có. Hết chưa? Nó còn. Mình uống nước á. Hết chưa? Trời ơi. Uống nước mà ngán trời. Ừ, bạn ăn cái gì cũng ngán luôn á. Cái này nó có bị cái khét á. Kiểu như là bộ quá lửa hay gì á. Thôi chắc là mình sẽ xin đi một cái để mình ăn thử bánh này nha. Xin riêng cái này. Không. Má kia là quá quen thuộc rồi. Ngon không bạn? Bên trong nó có yến mạch nha. Yến mạch? Ừ. Ăn rất là ngon nhưng mà có một điều là cái bánh này nó quá ngọt các bạn. Mình nghĩ là chắc là Nghi sẽ bỏ cuộc sớm thôi vì cái bánh này ngán luôn á. Thì đấy, nó quá ngọt nên đâm ra nó bị ngán rồi. Cái bánh này mà bạn chấm vào sữa ăn nó sẽ ok. What the hell? Được. Đạt xong. Đạt xong nha các bạn. Yeah boy. Bóp rong. Lắc cũng kêu. Hình như là chỉ có một mình Ni á là Ni ăn hai món thôi chứ tất cả mọi người đều một món hết. Xui cà đào quá Ni ơi, cố lên đi. Ủa con ăn hết luôn kìa. Ủa, bốn xong đó bạn. Hình như mình Ni với lại Chiến thôi. À, kiểm tra chiến bịch đây. 11 với 11 là phải rồi. Còn một cây đây mà em chưa hết gì. Bao ra rồi cha. Nhìn đi. Hết gì vậy bạn. Rồi, còn một mình Ni á. Cố lên Ni ơi. Ni cuối cùng. Các bạn thấy tóc em mình nó dài quá rồi các bạn ơi. Tém ra. Trời ơi, thấy xinh lắm rồi. Cố lên. Sô-cô-la mà, bánh mẹ chứ có gì đâu. Thôi, ăn. Đừng phải thử, đừng phải ghét thử. Không biết được, cảm giác. Hồi nãy chị thử rồi, bánh ngon. Mẹ em của em ở đây là kêu là chị để cho Ni lên cân. Mà từ lúc Ni chưa đây là 4 tháng rồi. Ni chưa lên cân, lúc nào cũng nói với mình là Ni bị xuống cân á. Mới vừa rồi kêu mình bị xuống cân nữa, là phải ăn nhiều vô. Cố lên em tui. Ngán quá. Hai bỏ cuộc đi. Mình mới vòng hai bỏ cuộc buồn mau. Chơi đến cuối cùng chứ. Chị chắc chắn với em á, sau khi mà em chơi trò chơi này xong em sẽ lên ký. Sẽ lên ký và lên thêm miếng nọng nữa. Không có ngon đâu. Ngon thế là ăn thế được. Ngon thế là ăn thế được. 2000 years later. Các bạn ơi, đi còn hai cái nữa là đây chiến thắng nha các bạn.
Cố lên, chiến thắng bản thân mình đi em, cố lên. Ăn nhanh đi mày. Nhìn lại nó cứ bê đê thế nào. Rồi lên đi. Xong chưa? Anh Phương để lại, anh Phương để lại khúc đi ngang qua. Đó là cái mình xin đi nói. Cắt nha, cắt nha. Trời ơi, anh ấy đã xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua vòng thứ 3 nha bạn. Ok bạn ơi, và bây giờ sẽ là vòng thứ 3 nha. Ai sẽ là người bóc trước đây? Đi. À, bóc nha. Đạt ơi, Đạt bóc trước cho Đạt ơi. Rồi, Đạt bóc đi Đạt. Để Đạt. Trời ơi, chỉ tỉnh một người. Trời này sao nó dày vậy? Bánh mì đó mà. Bánh mì kết xui đó bạn. Trời ơi, mày hồi nãy tôi với lại Mai Nai làm đâu. Dày quá. Dày. Đây là bánh mì á. Sữa hả? Sô-cô-la. À, cái đồ uống sữa đó bạn. Ồ, cà phê. Cà phê Mr. Brown. Rồi, Minh. Minh. Ồ, ăn uống ta. Em ăn nè. Ô, người bạn. Chỉ rồi, lại chỉ thôi. Chỉ định. Một người chơi bóc thêm lần. Ai biết? Ok các bạn ơi, là Đạt với Minh, hai người bóc cùng một phía là chỉ định một người bóc thêm một lần các bạn. Và bây giờ sẽ là lượt của Đạt trước. Chỉ định đây là, tao nghĩ là mình nên chỉ Minh, Minh chỉ mày. Ủa, tao đâu có ngu. Ủa, Minh đúng không? Tự nhiên mình bóc nhau làm gì nè? Giết hai ngày trước rồi giúp anh em vô chung kết chơi sau, ok? Yeah. Rồi, mình chỉ ai? Ok, mình sẽ... Bạn cùng phòng sao bạn? Buồn, chỉ là buồn. Đây cũng bạn cùng phòng mình nha các bạn. Đúng không? Vậy thôi giờ mình chỉ khác phòng nhau thôi nè. Chỉ phòng mình cũng không. Em phải chỉ ông Hoàng bóc bàn coi nó sức nó ăn ở đâu. Vậy là mình chỉ bon nha các bạn. Ok, bây giờ bon sẽ bóc thêm một lùi các bạn. Giờ cái lúc kéo kia của ai đó. Mày kìa, nói gì? Bóc chỉ định một người. Ồ, cái gì vậy? Phù lô bích. Phù hồ. Em nói gì? Phù hồ gì đây, không biết được. Phù hồ bích. Con em muốn tặng ai? Chỉ định anh Kiết nha các bạn. Chờ em dỗ hay gặp gì chị chỉ Đạt liền á. Chờ em hỏi kéo. Hay thế âm vô nó đồng này kéo không? Yeah! Này thì gái này. Sao em chơi bó tới một lần. Vậy giờ mình có một bó thôi. Rồi. Rồi. Vô đây, 5 món rồi. 5 món. Đây món nước đi. Nước ngon, nước ở đây chị dùng mấy ngon. Này bó thêm mấy cả một người nữa. Chị cứng quá, gai cứng quá bạn, dòng này gai cứng quá. Này này thì bó thêm mấy người bất kỳ. Tôi qua nhà là biết rồi. Cái này là hồi nhỏ ăn quá nhiều các bạn ăn. Ăn luôn cái đầu luôn phải không? Rồi Đạt. Ông tổ ăn sô-cô-la. Ê, bánh chữ quá vậy? Đá xay sô-cô-la. Đá xay phè á. Ông Hoàng bút bay. Xay. Đá xay bay luôn. Kêu nghe được đâu. Chừng bóc thêm, mỗi người bóc thêm một cái. Em sẽ logic. À, kem quơ. Kem quơ. Quơ. Ok các bạn ơi, để mình tổng kết lại cái vòng này nha. Thì Ni là 2 món, Đạt 1 món, Thiếp 1 món, Bôn 3 món và Minh 1 món. Thì là người ăn nhiều nhất ở đây chính là Bôn các bạn. Số phần hết rồi các bạn ơi. Số phần hết. Ok, chúng ta bắt đầu lên món các bạn. Không ngờ sữa con bò chúc cô tôi được lên 3 món hả? Và bánh là phụ hồ đá xay sô cô la với lại cà phê sô cô la và kem ly kem nhỏ tè. Trong đây em mình thấy là món của Minh là dễ ăn nhất và bé nhất các bạn. Ok, để Đạt uống thử cái ly đá xay cà phê này như thế nào các bạn. Đá xay cà phê đó, đá xay sô cô la sao Đạt? Thấy bên trên có thật không? Ngon á xem cái bánh phụ hồ của cô như thế nào. Để mình lấy cho các bạn xem, cái này là loại bánh ống và bánh bé thế này nè. Và rất là nhiều nha bên trong nè. Làm cái gì vậy? Em tính đổi rồi. Trời ơi. Cái ly nhiều lắm nên em đổ vô là em sẽ bị ngán á. Đổ là một sai lầm nha. Không, nó bỏ vô topping.
Ủa, ni xanh chín nha. Ni ghê luôn các bạn. Xanh chín, xanh chín. Được em. Đợt này là ni muốn à chơi hết mình với bạn. Ở cái clip bạn thích đê có rất là nhiều bạn comment cho là ni sao mà tóc dữ vậy, tóc hay quá vậy. Bữa nay thì cho mấy bạn lát mắt luôn. Ăn nhiều. Mình sao nha. Tôi lại vậy. Rồi, vậy là mình sao các bạn ơi. Được đẹp quá. Wow. Em lắc được chưa? Sữa này nó có câu chuyện nữa nè. Hello, I'm Belly. My mom now I love two things. Chocolate, chocolate milk. Đi xong một món các bạn. Yeah. Trời có hai cái mà. Cố lên còn thắng thôi. Ồ, sữa này hết hết kia rồi. Còn có hai cá rồi. Hai cái rồi, đúng rồi, hai cái rồi. Tiếc ghê, chị này quán trời đâu ăn được đâu. Ngán quá. Chưa được rồi. Giờ thì sẽ phải lấy cái ghế dần đi, đi ngồi mới ăn được. Đúng rồi, đúng rồi. Đồ ăn nó mới trôi được. Chưa được rồi là xong đấy các bạn. Nhìn nhìn. Ui, lắc kêu không? Ăn lắc kêu. Lại bên em nữa. Lại được rồi, lại nữa. Ghế rồi. Ghế. Từ từ quay lại. Bắt chân vô mày. Cậu cả nè. Kem hả? Sô-cô-la Hershey. Ồ, sô-cô-la Hershey là cái hồi nãy mà mô đi đang á bạn. Là cái trồi trồi cái bánh phòng. Rồi, mỗi người bước thêm lượt nào. Mơ, bánh quy cô xin. Rồi, bánh nó hơi ngon nha. Một thằng. Một người ra đi. Không ấn định luôn nè. Gì đây? Được rồi. Nhanh, nhanh, nặng bé, lẹ, nặng bé. Kích cá. Ồ, ngon. Cái cách chuyên kỳ nha các bạn. Rồi, đến bạn. Bóc vô nào luôn anh. Bóc vô nào. Trông em thấy bóc thấy thú quá kìa. Ôi, kẹo mi hơi ngon nha. Kẹo mi lô ngon á. Kẹo mi lô ngon nha. Ok các bạn ơi, giờ dòng này không ai bóc thêm một lượt nữa. Bởi vì chúng ta sẽ lên món. Các bạn ơi, tất cả mọi người đã ăn rồi. Và cái phòng này thì có ai bóc cùng hay không? Không. Ôi. Khoan. Đừng ăn ghép, đừng bỏ, đừng bỏ, đừng. Trời ơi, mình cảm thấy bụng mình mới uống hộp sữa bò vô nó khó chịu quá. Mình lại ăn nhiều sô-cô-la quá. Mình mà xíu luôn mình mà ăn hộp này vô thì cái bao tử với lại cái tiêu hóa mình không cho phép. Mình quyết định bỏ cuộc ở đây. Ăn vô cái này là chỉ bánh có ngon mà. Chỉ có thể tiêu hóa là giờ đang không bỏ. Không, bánh này có yến mạch, ăn rất là tốt cho tiêu hóa. Tốt cho rất là đẹp rồi. Rồi, rồi, đừng có dậu. Mình bắt cô thêm chiếc luôn em ạ. Không, ăn lên lòng. Bạn các bạn rồi. Khoan, ăn đi, ăn đi. Ủa. Các bạn ơi, giờ cái dòng này là có hăng rồi cùng rồi đó chính là khiến mà bôi với bạn. Tại vì hồi nãy bôi nó ăn, nó uống cái ly sô cô la đá xay bạn, nó bị muốn cái đầu rồi nó không thể nào ăn kem nữa. Và mình không hiểu lý do tại sao mà một cái thánh ăn như bôi mà lại có thể bỏ cùng dễ dàng thế này trong khi Ni vẫn còn ở đây. Ok, tất cả các thành viên còn lại chúng ta sẽ bắt đầu ăn đi. Ủa chứ nó không có đồ cơm hả? Đúng rồi, nó không ngon. Ủa, nó không có bánh hả? Dạ. Nhưng mà sô cô la không mà ấy lắm đúng không? Ngán không? Em lên trời. Lên đâu? Sô cô la không à? Cái này để lạnh thôi. Thật ra là mình rất ghét ăn sô cô la nha các bạn. Mình là một người không hảo ngọt. Nãy giờ ngọt quá nhiều rồi. Ngán quá trời ngán rồi. Ai hiểu tâm ghét. Ôi, còn có 3 cục à. Nhận 3 à. Thôi, khẩn trò. Tinh Ni ơi. Tinh Ni ơi, cho miếng nước rồi dần này. Ôi các bạn ơi, thể theo yêu cầu của tất cả các thành viên thì bây giờ chúng ta đã qua dần 4 rồi. Mọi người cũng đang ăn quá nhiều rồi các bạn. Nên là mình sẽ cho mấy bạn một ly nước để cho là người đó giành chiến thắng. Thấy mặt ai cũng buồn mấy bạn. Mình cho nước đều rồi mấy bạn. Và vì dòng thứ tư rồi. Bạn nào mà thử ở nhà mua tống sô-cô-la về ăn thử đi. Mình nghĩ là các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác này. Ok, rớt, Ni ơi. Đi cố hình đúng không? Ok, để
lên nước cho mọi người nha. Nước tới. Đây. Bên sau mình nha bạn nhỏ. Ok, bên sau đẹp cũng xong và chỉ còn mỗi mình đi thôi bạn. Cái món mà mình ghét, vậy mà mình có nguy cơ được thắng. Có nguy cơ. Đúng rồi. Không nắm chắc không thắng. Em sẽ để cái ly nước này cho đường sâu. Ủa, cho đường dòng đó hả? Đâu được đâu. Chỉ trong này thôi, thôi là lấy hết rồi. Không có. Đi dọn hết thế, giờ ăn rất là nhiều luôn. Trời. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua vòng thứ 5. Qua vòng thứ 5 rồi. Gita. Để xem tự ai sẽ là người bị lỗi tiếp theo các bạn. Được các bạn ơi, bây giờ sẽ là cái lúc bóc thăm, bóc gầy cứng nhất. Anh đạt chưa? Đây. Rồi, đạt. Nói mình chơi trước cho. Ok. Anh mà bóc rồi, cái này nứt quá nha. Rồi, nứt bể cái ly luôn á. Sữa, thích kiểu gì sữa đó. Sữa hộp sô-cô-la. Nhiều khi anh cứu em sao? Rồi. Bánh châu chân là ngon lắm nha. Bánh châu chân. Hộp sữa. Sữa hộp sô cô la luôn á. Wow, đầu này cũng sữa hơi nhiều nha. Kiểu phép nè. Ra kiểu phép đó là chẳng lẽ mình ăn. Nói giờ mình chơi mấy trò bốc thăm, mấy trò ăn uống mình chưa giờ mình thắng nữa đó. Ôi, dạ. Ơi. Xe vậy. Cà phê. Bánh snow coffee nha các bạn. Đây cái bánh này em nhớ cái clip trước không là anh đặt ăn bánh này nè. Chơi anh luôn. Ok các bạn ơi, chúng ta sẽ lên món nha. Đồ ăn đến rồi các bạn. Thì cái bánh này các bạn có nhớ bánh này không? Bánh này là cái bánh đợt trước mà đã đánh bại Đạt các bạn. Ủa, có không? Không, nó ăn hết mà. Đúng rồi, Đạt cũng ăn hết hai hộp này. Là hai người, hai bên thì hai hộp sữa. Ok. Anh ơi, bánh này ngon quá đây à. Để lạnh nãy giờ rất là ngon. Phần kem bên trong cũng ngon, bữa cho anh thử rồi. Hãy nói một lượt thách thức đối thủ đi cho đối thủ sợ. Nói anh sao? Trời tơ quá rồi. Nhắm ăn hết đâu? Hả? Thôi đi anh chia cho 100 ngàn. Ngu gì? Chịu chia 100 ngàn đi. Đâu ngu. Sao em ăn đi, em ăn được hết cái đó đi rồi anh uống sao? Tự á. Anh uống ngu, anh uống ngu. Tự ngu. Cái gì vậy? Dở lắm mà. Từ đêm nãy Kiến uống xong này là bỏ cuộc rồi. Vô. Đạt là nhất. Vô. Ê các bạn ơi, là Đạt uống xong rồi bạn. Cứ tưởng là Đạt sẽ bỏ cùng chứ không. Đạt đã uống xong. Ghê thiệt. Không còn một giờ nữa bạn. Thôi em cũng xong. Đạt vẫn còn đối thủ, Đạt vẫn chưa được thắng thôi bạn. Giờ chỉ còn hành lý thôi. Giờ em tin anh đâu. Thôi anh sẽ thay em. Quá nè. Anh nói anh thay em thôi chứ anh không dám hứa câu không, nào. Không, chừng nào anh đạt đầu hàng em mới đầu hàng. Vậy là anh đi lắm. Nhất quyết là trừ khử Đạt nha bạn. Nhất không cho Đạt thắng luôn. Một cơ hội mà le lói cũng không cho Đạt biết thắng của bạn. Mình đang ở tốt lắm mà mọi người. Sao vậy? Anh chú sao vậy? Khiến sao vậy? Ủa mọi người sao vậy? Sao ai cũng muốn chống chọi lại mình nữa vậy? Các bạn biết lý do là sao không? Nhớ là comment phía dưới tụi mình biết nha. Đó anh biết. Cái này mà mình biết rồi đó. Mọi người bốc chúng đây sẽ trùng xe. Trong khi đợi anh nghe hấp nhang nghe nè. Đúng rồi. Mình đi hấp nhang cho mày. Em phải nhớ lại cái điện thoại em hư lý. Cái điện thoại em hư ai sửa cho em. Ai cho em tạo tài khoản này kia để em chơi. Em nhớ bánh quật không? Bánh quật ai của em anh nhớ. Bạn đang cố gắng thuyết phục đi bỏ cuộc các bạn à. Chơi kiểu này sao mà xanh chín được đúng không các bạn? No quá rồi, mình vừa no mà vừa ngán nữa. Mình ghét sô cô la nữa. Không, mình phải thắng các bạn, nói cho mình thua nhiều quá rồi. Còn không phải ăn liền nha, ăn cái miệng cái gì nhẹ nhẹ ghê quá. Sao mà? Này nó mới nhờ á. Anh nói cái tiếp động lực này. Oh! Yes! Các bạn. Yeah! Và dòng thứ 6 vẫn tiếp tục với 3 đối thủ với bạn. Yeah! Ok bạn ơi, và bây giờ đã thêm phần cây cứng cho cái vòng thứ 6 này. Thì mình sẽ lắc quẻ các bạn, mình tự lắc luôn. Và Minh sẽ là người đầu tiên. Rồi. Nó khó bước á. Rồi, đây của mình. Ôi, chỉ định, chỉ định. Mình lấy cái gì? Chỉ định. Hôm nay anh có 1 triệu rồi. Chỉ định một người bốc thăm một lần đó bạn. Bạn không biết cái chỉ định này là ai đây? Đạt hay là Ni? Tiếp theo là Ni. Một mình chống. Trời, mới cả tôi đi luôn. Rồi, Ni.
Nhiều khi của em cũng chỉ sao? Bỏ đâu nhìn nhiều. Bỏ lượt hả? Cả hả? Pericobacit. Ở cái bói Pericobacit nha các bạn. Cái bói hồi nãy vũ khí nha các bạn. Nhưng mà cái loại này là của Basit thì nó chỉ là trơn thôi, nó không có thêm một số la ở ngoài. Rồi, cho chú chạc nha các bạn. Dài lắm nè. Dài lắm hả? Banabati pasta các bạn. Banabati này thì cái loại pasta này anh đi ăn nó cũng bé các bạn ạ. Bự lắm. À không, cái loại bánh bự lắm các bạn. Vậy là cái loại này là cái loại bự nhất trong tất cả các ba người đó bạn. Cố lên nào. Cố lên bạn ơi, và để bây giờ mới sẽ thực hiện chức năng của mình nha bạn. Rồi, mình. Anh không nổi Banabati không? Nổi sao không nổi? Trời ơi, đẹp quá, đồ nhiều đó. Dở anh hả? Nếu anh nổi là anh bóc được thêm cái đúng không? Thôi đúng rồi. Ừ đúng rồi. Anh cần hết. Mình quyết định, mình chỉ đi. Thì mình trời tin tưởng sức ăn của này. Trời ơi, tại sao lại chỉ cái thằng nhỏ tội nghiệp quá. Bóc đi. Rồi bóc đi vào. Ok. Không, lát không được lát quỷ. Trời ơi, lát quỷ. Rồi, nên đổi đi. Không có nhìn nha, lấy cái rồi. Đúng rồi, không được nhìn. Rồi, ok. Lấy dày quá. Snap Tony. Rớt. Lên món các bạn ơi. Các bạn ơi, món ăn để lên. Và bây giờ mình chỉ còn ngồi để xem hai đối thủ này đấu với nhau thôi nha các bạn. Và mình không cần phải làm gì hết. Quá sướng cái phòng này rồi. Rồi, đi, bắt đầu ăn đi mọi người. Để tên em sẽ làm được thế. Ủa, sao? Cái hộp mà nó nặng như lắm. Ủa, cái hộp nó nặng là tại vì cái giấy nó nặng á. Không phải giấy đâu. Cái giấy này nặng á. Cái hộp này chứa tôi ăn rồi. Nó nhiều dữ lắm, chịu không nổi nhiệt đâu. Thôi, ăn đi, em sẽ nhường anh Thắng. Anh ăn xong rồi, anh xỉu tại đây luôn á. Thôi. Ngon mà, ăn đi. Bay màu. Mình chịu khô nha các bạn. Mình chịu khô nha các bạn. Thô. Vậy? Thô. Chạy ăn mà. Gì nãy nãy đi chơi vậy? Thua. Thua. Ừ, vậy sao thua? Mình thôi. Không, chứ mình nhường. Anh tin em mà, anh tin em mới chơi. Thôi, em phải đấu công bằng thì anh Minh mới thắng. Không, anh Đạt ở trong đây em mới chơi được. À, vậy em chỉ trừ thủ của mình Đạt thôi. Bị thằng Ni trừ khử không trừ một lối thoát luôn các bạn ơi. Và cái phòng này thì Ni bỏ cuộc. Và người chiến thắng cuối cùng đó chính là Minh các bạn. Wow. Các bạn có thể thấy là ở đây là tình anh em rất là khăng khít nha. Ni bỏ cuộc tại vì Ni nhường Minh thắng thôi, chứ không phải là Ni. Cái này các bạn ăn dễ lắm á. Cái này ăn trong 1 phút thôi. Còn bên này là cũng ăn trong 2 phút nè. Tổng này là 3 phút. Các bạn hãy nhớ like để ủng hộ cho Ni nha. Và phần thưởng của Minh trong trò này đó chính là 1 triệu đồng. Và nếu các bạn thích clip này thì hãy nhớ like, share, subscribe. Và đăng ký kênh nhé. Và nhớ comment phía dưới những cái đồ ăn mà các bạn muốn tụi mình quay nữa. Còn bây giờ thì